Vâng, em Loan ô tô cũ Kim Môn Hải Dương xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Và trong buổi chiều ngày hôm nay rất là nắng, em giới thiệu cho quý vị anh chị và các bạn xem tất cả những mẫu xe Mercedes và BMW hiện tại đang có tại cửa hàng em là đường 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương. Với những cái dòng xe này thì giá dao động từ 130 triệu cho đến gần 400 triệu anh chị nhé. Hôm nay em sẽ quay riêng những cái dòng Mercedes cho anh chị các bạn xem và tham khảo. Xem xe trực tiếp tại cửa hàng là 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương. Và số điện thoại liên hệ của em để được sở hữu một trong những mẫu xe này là 0976081699 anh chị nhé. Sau đây em sẽ giới thiệu từng chiếc xe cho quý anh chị các bạn. Và trước khi bước vào video chi tiết của từng chiếc xe thì quý anh chị các bạn lần đầu xem video clip của em, nhớ ấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh, bật nút chuông thông báo bên phải màn hình anh chị nhé, để theo dõi những mẫu xe mới nhất lên thường xuyên trong ngày. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu xe cho quý vị anh chị các bạn cùng tham khảo. Và cái mẫu xe đầu tiên em giới thiệu cho quý vị anh chị các bạn đây, đó chính là một mẫu xe C200 được sản xuất năm 2001. Đây chiếc xe này, C200 nha chị nhá, sản xuất năm 2001. Chiếc xe này thì là một chiếc xe tư nhân chính chủ biển 4 số. Em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng cho một chiếc xe C200 2.1 này. Về tổng thanh chiếc xe này thì hoàn toàn anh chị về sẵn sử dụng. Với những chiếc xe em quay cho anh chị các bạn đây thì hoàn toàn về sẵn sử dụng hết anh chị nhá, không phải làm bất kỳ mùi mẫu xe này luôn. Những cái chi tiết xước xát bên ngoài là bên em đã làm hết rồi. Đây em quay gần cho anh chị các bạn để xem cái phần nước sơn của nó nhá. Đó, đây anh chị nhìn này. Đấy, sơn thì chắc chắn một điều rằng ở đây sẽ không còn sơn sơn tỉa nữa mà là sơn phủ hết rồi. Chiếc xe này là số sàn anh chị nhá, số sàn 6 cấp, sản xuất năm 2001, giá 135 triệu đồng. Đấy, chiếc xe này thì đang kiểm đến tháng 6 năm 2020. Anh chị nào đang quan tâm muốn sở hữu cái dòng mẹc mà trên 100 triệu một chút thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0976081699 để được sở hữu cái mẫu xe này. Đó, mang cái lớp sơn màu đen. Hôm nay trời khá là nắng nên em muốn quay, cố gắng quay cho quý vị anh chị các bạn xem những cái mẫu xe Mercedes hiện tại đang có tại cửa hàng. Giá từ 130 cho đến gần 400 triệu. Nó sẽ đi chi tiết từng mẫu xe cho anh chị các bạn luôn. Đấy, xe cũng được trang bị đầy đủ cam nùi nhá. Anh chị các bạn ở trong khu vực phía Nam, nếu muốn được sở hữu một trong những cái mẫu xe hiện tại em đang quay đây thì alo trực tiếp vào số điện thoại của em để lấy hình ảnh chi tiết qua Zalo, hoặc để có thể biết cái thủ tục chốt xe qua những cái phần mà em có giới thiệu anh chị nhá. Có nghĩa là anh chị và các bạn muốn biết cái thủ tục mua bán xe thì liên hệ qua số điện thoại để được lấy cái chi tiết cái thủ tục mua bán xe. Đấy, chiếc xe này ngoại thất nó đây. Mặc dù là một chiếc xe mà cổ anh chị nhá, mặc dù là một chiếc xe mà cổ nhưng không hề có hiện tượng là thiết kế lỗi theo thời gian. Đấy, nó có cái thiết kế, nó phải gọi là, phải nói là trường kỳ theo thời gian luôn. Đây, về cái phần nội thất này, nội thất thì không phải là nội thất nguyên bản nữa rồi, nội thất là hoàn toàn nội thất mới rồi anh chị nhá. Nội thất được bọc lại nội thất mới rồi. Đấy, mặc dù được sản xuất từ năm 2001, nó sẽ trang bị này, đầy đủ màn hình anh chị nhá, màn hình cam nùi, chân nỉ đây. Mặc dù được sản xuất từ năm 2001 nhưng mà có những rất nhiều chi tiết hiện đại trên xe này. Vô lăng tích hợp này anh chị này. Đấy, vô lăng tích hợp nhá. Đó, một chiếc xe số sàn. Khá là đẹp luôn, chiếc xe này thì cũng khá là ok, giá chỉ một bằng một chiếc xe máy thôi. Thì anh chị và các bạn đi chiếc xe này thì che mưa che nắng này, đóng cực kỳ an toàn, trang bị túi khí rất an toàn trên xe. Chiếc xe này là hình như là 6 túi khí chị nhá, 6 túi khí rất là an toàn luôn. Đấy, nội thất đây được bọc thêm một bộ áo ghế, chứ nội thất bên trong này nó rất là đẹp rồi. Nội thất hoàn toàn nội thất mới nhá, nên nó rất là đẹp rồi. Anh chị các bạn mua cái chiếc xe này về chỉ đổ xăng chạy thôi. Đây, hai dàn điều hòa đây. Đấy, hai dàn điều hòa rất là mát luôn. Một chiếc xe số sàn nhá, C200 2.1, giá 135 triệu đồng. Và cái mẫu xe tiếp theo em giới thiệu cho anh chị các bạn, đó chính là một mẫu xe Mercedes E200 được sản xuất năm 2004. Chiếc xe này hệ thống máy mới rồi anh chị nhá, máy mới rồi, form dáng rất đẹp này. Cái chiếc xe này thì mang cái lớp sơn màu xám lông chuột, hôm qua em đã giới thiệu qua cho anh chị các bạn xem rồi, riêng video rồi. Đấy, chiếc xe này thì trang bị cái khối động cơ 1.8 anh chị nhá, rất tiết kiệm nhiên liệu. Cho anh chị nào mà muốn sở hữu cái dòng Mercedes mà lại sợ tốn xăng thì lựa chọn cái dòng E200 hoặc là C thì nó sẽ chỉ dao động là tầm 7,5 lít cho 100 km đường trường thôi. Động cơ là 1.8. Đấy, mang cái lớp sơn màu xám lông chuột này. Đấy, rất nhiều Mercedes cho anh chị các bạn lựa chọn nhá.
đăng kiểm rất dài tới tháng 8 năm 2020. Đây form dáng này. Chiếc xe này thì hầu hết là chiếc hoàn toàn là một mẫu xe zin anh chị nhá. Đấy, máy zin, số zin. Về cái phần gioăm phớt mặt máy thì không tránh được, còn lại là chưa máy thì chân máy chưa hề hạ. Đấy, mang biển số Hà Nội này. Tổng thành xe rất đẹp luôn. Mang cái lớp sơn màu xám lông chuột này thì cái màu nó so với màu đen này, màu đen, màu bạc và màu xám, màu xanh ấy, thì cái màu này nó rất là thông dụng, nó rất là sang xe luôn. Đấy, sơn thì rất là bóng, bên em mới cho sơn đánh bóng rồi. Chất lượng xe thì em cam kết bảo hành cho anh chị các bạn là xe không có đâm xô tay lại ngấm nước gì. Trang bị đầy đủ màn hình cam lùi và 4 cảm biến lùi luôn anh chị nhá, 4 cảm biến lùi. Đó, chiếc xe này thì em đã lên video trực tiếp rồi, riêng rồi. Đấy, và cái phần nội thất của cái chiếc xe mẹc E200 đây, mang cái lớp sơn màu xám lông chuột, sản xuất năm 2004. Và chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng anh chị nhé. 248 triệu đồng sở hữu một mẫu xe mẹc E200 này, trang bị khối động cơ 1.8 thôi. Đây, nội thất thì khá là đẹp luôn. Nội thất thì rất là sạch và không hề có hiện tượng là rách dưới gì nhá anh chị nhá. Đó. Đấy, anh chị nào mà đang quan tâm muốn sở hữu cái dòng xe mẹc mà cái màu xám lông chuột này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0976 08169 để được sở hữu cũng như là tư vấn rõ hơn để chốt cái mẫu xe mẹc này anh chị nhá. Đây chị nè, rất là đẹp luôn. Xe này thì cam kết bảo hành cho anh chị các bạn luôn nè. Máy số zin, không có đâm xô tay lại ngấm nước gì. Về cái phần tắp ni đây chị này, chiếc xe này thì nó vẫn chưa có hệ thống nhớ ghế ở đây nhá cho anh chị nhá. Chưa hệ thống nhớ ghế ở đây. Đấy, 4 tổng nâng hạ kính này. Cam kết là những chiếc xe, những cái chi tiết trên xe này hoạt động hoàn toàn bình thường và ổn định luôn này. Keo chỉ những xe mẹc em cam kết là không hề mất một phân keo chỉ nào luôn. Đó, keo chỉ chiếc xe này, những cái dòng mẹc đấy anh chị biết rồi. Em xem là ở chiếc xe này là chạy bao nhiêu km nhá. Xe đi được 19 vạn anh chị nhá. Đấy, xe đi được 19 vạn mốt. Đó, rất đẹp luôn. Đấy, xe thì anh chị các bạn hoàn toàn là dám sử dụng. Đây, lý sàn này, lý sàn nguyên bản nhá. Đấy, tất cả lý này, quanh xe luôn này, anh chị này. Đấy, có cả cái điều hòa, tất cả các cái gì cánh này. Rất là mát. Đấy, tôn vỏ chiếc xe này rất là chắc, nó không như những dòng xe của Việt Nam hay những dòng xe của Hàn ấy chị nhá. Dòng xe của Đức thì nó sẽ khác những dòng xe khác. Nó rất là chắc luôn. Đó. 248 triệu đồng. Anh chị các bạn sở hữu một cái mẫu xe mẹc E200 động cơ 1.8. Đấy, nội thất đây. Nội thất đằng sau thì cực đẹp luôn. Tất cả là những cái chiếc xe này là xe cổ, mẹc lâu đời rồi. Thế nên là nội thất là hoàn toàn nội thất mới nha anh chị nhá. Đấy, nội thất mới đây anh chị này. Hai dàn điều hòa này, có tất cả những cái cửa điều hòa, cái phần cánh này nữa này. Rất là mát luôn, và có cả chỉnh ghế sau rồi, có cả chỉnh điều hòa luôn anh chị nhá. Đó, rất đẹp. Keo chỉ thì zin luôn. Đấy, một chiếc xe hoàn toàn sẵn sử dụng. Ở đây, lốp nát còn tương đối đều, 4 lốp đều nhau luôn. Màu xám lông chuột rất đẹp anh chị nhá. Và cái chiếc xe tiếp theo em giới thiệu cho quý vị anh chị các bạn đây, cũng là một chiếc xe mẹc. Đó. Chiếc xe này thì đời cao hơn hai chiếc em quay cho anh chị các bạn nhé. Chiếc xe này là được sản xuất năm 2008, mẹc E200. Đó, mang cái lớp sơn màu đen. E200 sản xuất năm 2008, giá 355 triệu đồng.
Đấy, đời phải rất là cao rồi, form mới hết rồi. Đây la găng anh chị nhìn này, biểu tượng mẹt đây, mang biển số rất đẹp nhá, 30A71166, E200, động cơ 1.8, đăng kiểm dài luôn, tháng 9 năm 2020. Đấy, hiện tại cửa hàng em còn tầm hơn chục chiếc mẹt nữa. Hôm nay em sẽ tổng hợp những cái chiếc mẹt cho quý vị anh chị các bạn tham khảo. Đấy, rất nhiều chi tiết này. Quanh xe này, được ốp với chrome này, nhìn rất là sáng nhá, ở cái phần cánh này. Đó, E200 2.8, biển rất đẹp luôn, trang bị 4 cảm biến lùi. Đấy, tổng thành xe em đã nói từ đầu video rồi, thì những chiếc xe này hoàn toàn anh chị các bạn sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ cái mục của những cái mẫu xe này nữa, vì là những cái chi tiết bên ngoài như sơn tỉa hay là sứt sát thì em đã làm và đánh bóng hết rồi nhá anh chị nhá, nên chị các bạn không phải làm bất kỳ hạng mục gì nữa. Xe được trang bị đầy đủ màn hình cam lùi đó. Nếu anh chị và các bạn xem được video clip để của em quay từng chiếc xe đây, thì đang có nhu cầu sở hữu về một trong những cái mẫu xe nào trong cái video này, thì liên hệ qua số điện thoại của em để lấy hình ảnh chi tiết về mẫu xe đó và tư vấn rõ hơn, để được có thể chốt được cái mẫu xe mẹt E200 anh chị nhé. Đấy, giá 355 triệu đồng một chiếc mẹt E200 đời 2.8. Đây, nội thất thì nó là nội thất nguyên bản rồi, giá xịn luôn, nó chỉ có độ trùng thôi, không hề rách dưới gì nhá. Xe đi được 11 vạn 5, đây trang bị đầy đủ màn hình ngoài nhá, còn đầu đài đóng nguyên bản theo xe luôn. Mẹt thì em không cần nhắc nhiều vì cái dòng mẹt bên em đã chuyên dòng mẹt rồi. Nếu anh chị đang theo dõi cái kênh mua bán cô chú của em ấy thì anh chị biết nhá, những cái dòng xe, hầu hết những cái dòng xe mẹt là bên em đã mua và tuyển chọn rồi anh chị nhá, nên là không có những xe lỗi đâu. Đây, nhớ ghế 3 vị trí đây, và chỉnh ghế đây. Đó, chỉnh ghế đây. Đó, vận hành hoạt động hoàn toàn bình thường hết anh chị nhá, keo chỉ zin. Trời rất là nắng, thế thì em sẽ quay cũng chi tiết, cố gắng quay chi tiết cho anh chị các bạn xem luôn. Đó, anh chị nhìn này, ghế da nguyên bản này, sàn nỉ và lót nỉ luôn anh chị nhá. Trang bị 8 túi khí quanh xe, hai dàn điều hòa và đằng sau cũng chỉnh điều hòa đây. Đấy, đời rất cao, 2.8, giá chỉ có 355 triệu đồng thôi. Sở hữu một mẫu xe mẹt đi gia đình. Đó. Và cái chiếc mẹt tiếp theo em giới thiệu cho quý vị anh chị các bạn đây. Một mẫu xe mẹt E280 được sản xuất năm 2006 này. Em đóng cửa em quay cho anh chị. Đấy, mẹt chiếc mẹt E280 sản xuất năm 2006. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là bằng một chiếc xe mẹt E200 là 355 triệu đồng. Đấy, chiếc xe này thì cũng đã được lên form rồi anh chị nhá, đang lên form rồi, nhìn nó rất là đẹp luôn, biển 88. Đấy, em sẽ đi vòng quanh tổng thành cái ngoại thất của mẫu xe này để anh chị các bạn đánh giá. Tất cả những chiếc xe em quay đây là một những cái chiếc xe mà còn đăng kiểm rất là dài nhé chị nhá. Đấy, rất đẹp luôn. E280 355 triệu đồng, sản xuất năm 2006. Đó, mang cái lớp sơn màu đen này. Đây, nội thất nguyên bản luôn này. Đó, xe rất là xịn sò nhá. Trang bị luôn cả cái màn hình đằng sau xe này. Tất cả các chi tiết là hoạt động bình thường hết anh chị nhá. Đây, vẫn còn khiển đây, khiển theo xe luôn này. Rất là xịn luôn.
chiếc xe này thì lát em sẽ lên video riêng cho quý vị anh chị các bạn xem. Còn đây là em sẽ đi tổng thành những chi tiết đang những chiếc xe đang có tại cửa hàng. Chiếc xe này đặc biệt là có hai cửa sổ trời anh chị nhá, hai cửa sổ trời luôn. Đây anh chị này, hai cửa sổ trời. Đấy, E280 trang bị hai cửa sổ trời. Đấy, nội thất rất đẹp luôn, nội thất zin theo xe. Đó, chiếc xe rất đẹp anh chị nhá. Giá chỉ bằng một cái chiếc Kia Morning thôi. Anh chị các bạn sở hữu một cái mẫu xe của Đức về đi gia đình cực kỳ an toàn và đẳng cấp luôn. Nó rất là sang. Đây, một chiếc xe nữa cũng là mẹc. Chiếc xe này thì là một chiếc xe mẹc C250 nhá, 250 đời 2010 rồi. Đây, chiếc xe đời cao nên nhìn form nó sẽ khác anh chị nhá, nhìn khác từ cái cụm đèn. Còn nó răng thì lên form thì nó cũng như nhau thôi. Đấy, C250 sản xuất năm 2010, cực đẹp luôn. Em mới đi tổng thành một vòng cho quý vị anh chị các bạn xem. Đây, trước hết là với phần cụm đèn này, đèn cực sáng anh chị nhá, đèn rất sáng luôn. Đây, đèn gầm đây. Giá 360 triệu đồng anh chị nhá, 360 triệu đồng cho một chiếc xe mẹc C250 sản xuất năm 2010, form rất đẹp. Đấy, cực đẹp luôn. Chiếc xe này thì lát em cũng sẽ có video riêng cho quý vị anh chị các bạn. Đây, tích hợp xi nhan gương. Đó, em sẽ đi một vòng ngoại thất cho quý vị anh chị các bạn tham khảo. Xe 250 nhá, form của nó là form mới hết rồi nên nhìn nó rất đẹp. Xe thì cam kết bảo hành cho quý vị anh chị các bạn là không có đâm xô tai nạn, không ngập nước gì cả anh chị nhá. Đây, đó, cửa đóng rất nhẹ luôn, mẹt mà. Đây, nội thất đây, nội thất đẹp. Đó, thì bên em có rất là nhiều xe mẹc. Thế nên anh chị các bạn muốn sở hữu một trong những cái dòng mẹc đó giá từ 135 cho đến gần 400 triệu đồng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em để lấy hình ảnh chi tiết mẫu xe đó và được chốt nhé. Đấy, C250 2.10, giá 360 triệu đồng, cực đẹp. Và một chiếc xe thứ 8 em giới thiệu cho quý vị anh chị các bạn là một mẫu xe mẹc C230. Chiếc xe này được sản xuất năm 2008 này anh chị này, mang cái lớp sơn màu xanh ngọc anh chị nhá. Ở chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Đấy, 375 triệu đồng. Chiếc xe này thì anh chị nào mà hợp với mệnh mộc ấy thì đi cái mẫu xe nó cực kỳ hợp luôn, nó cực hợp luôn anh chị nhá. Đấy, mang biển số Sài Gòn. Tất cả những chiếc xe này đây là đều là biển số của Hà Nội và biển số Sài Gòn. Và nếu là biển tỉnh thì nhưng mà đều gốc cũng là đều gốc gốc Hà Nội hết anh chị nhá. Gốc Hà Nội hết nên anh chị các bạn mua những cái dòng mẹc này về sang tên đổi biển trong khu vực Sài Gòn hoặc các tỉnh khác rất đơn giản thôi. Đấy, chiếc xe này em đã có video trực tiếp rồi, video riêng rồi. Đấy, tích hợp xi nhan gương, gương cụp xòe, mang cái lớp sơn màu xanh ngọc. Quá đẹp luôn. Khóa mất rồi, để em mở cửa. Một chiếc xe. Đây anh chị nhìn này, biểu tượng mẹc đây, ra răng đây. Chiếc xe này em cũng đã lên video trực tiếp rồi, thế nên là anh chị quan tâm mình cái dòng xe này thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé.
để được lấy hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe đó. Em sẽ tìm chìa khóa em mở cho anh chị các bạn xem qua một chút cái phần nội thất bên trong. Cái chìa khóa trong phát trong nhà rồi. Cái chiếc xe tiếp theo đây cũng là mẹc này. Con này mang cái lớp sơn màu bạc các anh chị nhá. Đấy, màu bạc nó sẽ không được đẹp bằng cái màu màu xám nông trượt vừa nãy của em. Chiếc xe này là chiếc xe mẹc E240, được sản xuất năm 2001, giá 145 triệu đồng. Form cổ ấy chị này, 145 triệu đồng cho một mẫu xe mẹc cổ, sản xuất năm 2001 E240. Sơn màu bạc nhá, hầu hết ngoại thất thì cũng không có gì phải quay cả, vì ngoại thất thì bên em đã cho sơn và đánh bóng rồi. Và bước vào phần nội thất đây. Đây nội thất đây, anh chị nhìn này. Đó, nội thất đấy rất là tươi. Đó, nội thất đấy. Chiếc xe tiếp theo. Ba cái mẫu xe cuối cùng là mẫu xe BMW anh chị nhá. BMW. Chiếc xe này là chiếc xe BMW 38i, sản xuất năm 2003. 38i 203, giá 145 triệu đồng. Đó, BMW nó cũng rất là sang. Đấy, tổng thành ngoại thất của nó đây. Form dáng xe thì nó cũng rất là đẹp. Mang cái lớp sơn màu bạc anh chị nhé. Mang cái lớp sơn màu bạc. Đấy, giá 145 triệu đồng chỉ bằng chiếc xe máy SH thôi. Trang bị cũng 4 cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ nhá. Đấy, đây là cái phần ngoại thất, còn cái phần nội thất của chiếc xe đây. Trời rất là nắng. Đây, nội thất của chiếc xe này. Đó, nội thất này da xịn luôn nhá. Đấy, da xịn nó luôn này. Anh chị nhìn này. Rất là căng xe luôn. Giá có hơn 100 triệu luôn. Chiếc xe tiếp theo đó chính là một mẫu xe BMW X3, sản xuất năm 2003, giá 248 triệu đồng. Đây, BMW X3 đây. BMW X3 nó nhỏ hơn BMW X5 một chút anh chị nhá. Trang bị động cơ 3.0. Đó, mang cái lớp sơn màu đen. Đấy, em sẽ quay chi tiết từng mẫu xe để anh chị các bạn tham khảo cho nó, nhìn cho nó rõ. Đây, xe cũng rất là hầm hố này. Đã được chủ xe dán những cái chi tiết ở đây. Nhìn nó rất là sáng, xe cũng như là sang nhá. Rất là sang, cũng có phần nào đó hầm hố một chút. Em sẽ lấy chìa khóa mở chiếc xe này. Và em sẽ đi một vòng ngoài thất đã. Rồi lát em sẽ mở chìa khóa, em sẽ đi vào cái phần nội thất cho anh chị các bạn. Đây, BMW X3. X3 nó sẽ nhỏ hơn cái xe X5 một chút anh chị nhá. Nhỏ hơn một chút thôi. Sản xuất năm 2003, chiếc xe nhập của Đức, giá 248 triệu đồng. Đấy, xe đây. Bằng cửa số Đà Nẵng nhá. Đây cũng là một chiếc BMW X3. Chiếc này thì nó rẻ hơn cái chiếc màu đen. Em sẽ lấy chìa khóa em mở cho quý vị anh chị các bạn xem cái nội thất của cái chiếc màu đen này đây. Chiếc X3 màu đen này nhá, biển 43 đây. Đấy, nội thất là một thất màu vàng, vàng cát. Đó, nội thất vàng cát nhá. Xe trang bị cũng rất là nhiều các tính năng hiện đại quanh xe rồi. Đây, trần 3D này. Đó, trần 3D nhá. Nhìn xe rất là sáng, xe thoáng, xe rất là đẹp. Và sàn 3D luôn này. Đấy,
Vì hôm nay trời khá là nắng và em quay tất cả những mẫu xe Mercedes và BMW hiện tại đang có cửa hàng. Còn lại những cái mẫu xe còn lại thì em đã để bên cửa hàng bên kia nhá. Cũng khá là nhiều xe. Thế đây là hôm nay em sẽ quay cái dòng xe BMW và Mercedes để cho anh chị các bạn đang tìm hiểu và đang có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng xe Mercedes ấy. Thì để anh chị các bạn có thể tham khảo và sở hữu lựa chọn những cái dòng xe mà phù hợp với tầm kinh tế của mình. Chiếc xe BMW X3 này cũng được sản xuất năm 2004. Giá là 245 triệu đồng. Nội thất thì nó cũng là lá giống cái nội thất của chiếc xe màu đen anh chị nhá. Là lá giống cái nội thất của chiếc xe màu đen. Đấy. Chi tiết của mẫu xe này, những cái mẫu xe này thì anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại để lấy hình ảnh. Vâng, đó là chi tiết những cái mẫu xe Mercedes và BMW hiện tại đang có tại cửa hàng em. Nếu anh chị các bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu một trong những cái mẫu xe ở đây thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0976081699 và đến trực tiếp tại cửa hàng để xem xe là đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Quý vị anh chị các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo, like và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi những mẫu xe mới nhất em lên thường xuyên trong ngày. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video tiếp theo ạ.